Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2021. Mình xin cập nhật cái cây su su của mình trồng cách đây đã rất lâu rồi. Đến nay nó đã ra hoa đây các bạn. Đó, các bạn quan sát này. Đây, nó đã ra hoa đây. Hoa này như hoa đực thì sao? Đó, nó phủ gần kín cái giàn của mình rồi. Đây, các bạn quan sát này. Ngọn đi rất mạnh. Đây, hơi tối một chút. Đây là bể cá mình đây. Mình sẽ cùng các bạn đi xem cái bộ rễ của nó nhé. Đây, bộ rễ nó đã phát triển cực kỳ mạnh rồi. Gần như phủ kín cái khay trồng rau của mình rồi. Gần như phủ kín cái khay trồng của mình rồi đây. Đây kia là cái thùng vi sinh của mình. Tính từ thời điểm này đi thì nhìn vào bộ rễ này là chúng ta đã biết là cây này sẽ phát triển rất mạnh. Nhưng điều quan trọng là liệu nó có quả hay không thì chúng ta lại phải chờ đợi tiếp xem như nào. Đấy, mình sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình sinh trưởng cây su su cho các bạn theo dõi thường xuyên nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.